sắc chu cấp cho mẹ con Thiên An 5 triệu liệu có đủ? Cách đây hơn một năm, scandal rác bắt cá nhiều tay và có con chung với Thiên An đã gây chấn động cả làng giải trí Việt. Thời điểm đó, Thiên An đã lên tiếng xác nhận cô và rác có một con gái chung là bé Yên Đan. Tuy nhiên, khi bé Yên Đan được 20 ngày tuổi thì Thiên An và rác đã chia tay vì nữ diễn viên phát hiện rác phạt bội mình. Thiên An cũng cho biết mỗi tháng mẹ của rác gửi cho cô số tiền là 5 triệu đồng để chu cấp nuôi con. Chia sẻ của Thiên An khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng, bởi lúc đó rác đang là một trong những nghệ sĩ trẻ nổi đình đám và gặt hái được nhiều thành công trong showbiz Việt. Giọng ca sinh năm 1997 chưa bao giờ tiết lộ thu nhập, song có nhiều tin đồn cho rằng các xây của rác lên đến 280 triệu đồng một show. Anh còn kiếm tiền khủng từ các hợp đồng quảng cáo, doanh thu từ các MV trên YouTube hay tham gia các show truyền hình. Vì vậy, số tiền mà hàng tháng rác thu về chắc chắn là một con số không nhỏ. Đó cũng là nguyên nhân khiến rác càng vấp phải thêm nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người đánh giá nếu lời Thiên An nói là đúng thì số tiền rác chu cấp cho con là quá bèo so với thu nhập khủng của mình. Bên cạnh đó, không ít mẹ bỉm sữa còn khẳng định với số tiền 5 triệu đồng thì không đủ nuôi một đứa trẻ. MC Phương Mai, một bà mẹ đang nuôi con nhỏ ẩn ý trên trang cá nhân. Một hộp sữa gần 900.000 đồng, một tuần 2 hộp suy ra một tháng khoảng 7 triệu tiền sữa, một túi bỉm gần 400.000 đồng, một tuần 2 túi suy ra một tháng khoảng 2 triệu tiền bỉm, 5 triệu một tháng tiền nuôi con thì mua bỉm hay sữa giờ. Qua chia sẻ này của Phương Mai có thể thấy, mỗi tháng riêng tiền bỉm sữa cho con, cô đã chi khoảng 9 triệu đồng, chưa tính các chi phí khác. Trong một show truyền hình mới đây, Thiên An cũng từng chia sẻ cô phải vất vả đi làm ngay sau sinh để có tiền nuôi con. Đón nhận tin mang thai với rác khi vừa 2-3 tuổi. Thiên An căng thẳng không dám công khai suốt 4 tháng ròng, một mình bươn chải kiếm tiền để sinh và nuôi con. Chính nghị lực, sự kiên trì và tình mẫu tử đã giúp Thiên An vượt qua tất cả, đến khi nhìn lại cô còn rùng mình về thời gian khó khăn đó. Quá trình đón nhận tin mình mang thai của Thiên An chỉ tóm gọn trong hai chữ hoang mang. Thời điểm đó, Thiên An vẫn đang là cái tên sáng giá, tiềm năng và đang dần có vị trí trong hoạt động nghệ thuật. MC Ngọc Lan thẳng thắn đặt câu hỏi tại sao Thiên An vẫn có thể chọn giải pháp từ bỏ đứa con để tiếp tục sự nghiệp, nhưng tại sao vẫn quyết định giữ. Cách Thiên An trả lời khéo léo phần nào chứng minh cô thực sự chín chắn trưởng thành. Đối với mình, mỗi đứa con chào đời đều là niềm vui. Mình không suy nghĩ việc bỏ hay giữ mà nghĩ phải làm gì để duy trì cuộc sống cho con. Trường hợp của mình là nhạy cảm nên mình hiểu, tự giác và có trách nhiệm với sự lựa chọn này. Hầu như trong quá trình mang thai mình một mình hết, tâm lý lúc đó một phần mình sợ gia đình phản đối, một phần muốn đợi em bé lớn thêm xíu cho chắc. Mình bảo vệ con đến tháng thứ tư mới can đảm báo cho gia đình. Mẹ mình sốc và khóc nhiều lắm, nhưng vì thương con, thấy con có một mình thôi và sợ mình bị trầm cảm trong quá trình mang thai nên bỏ qua hết. Nếu không có mẹ, mình đã không đủ can đảm để duy trì một mình. Trước khi báo với gia đình, Thiên An hoàn toàn một mình đối mặt với những điều mới mẻ khi mang thai, không tiếp xúc, không dám chia sẻ với bạn bè. Không chỉ căng thẳng khi giữ bí mật một mình, Thiên An còn áp lực hơn khi không biết chăm sóc con ra sao, lại thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng. Trong suốt quá trình mang thai, Thiên An không muốn làm gánh nặng cho ai, ngay cả những tháng cuối thai kỳ vẫn đi khám thai một mình. Vừa sinh xong là mình tập đi liền, làm được gì là làm liền, luôn chủ động chăm con. Mình giống như là trụ cột trong gia đình, nay lại có thêm em bé nữa thì khoảng 2 tháng là mình đi làm lại. Trong khoảng thời gian đó mình stress khá nhiều, đóng hết các trang mạng xã hội nên rất khó bắt đầu lại vì mất hết các mối quan hệ, không thể liên lạc được. Mình phải làm tất cả để mọi người biết mình đã quay trở lại. Mình bán thêm quần áo online cũng đủ để trang trải, Thiên An chia sẻ. Mình nghĩ thêm họ có nói gì họ cũng không nuôi mình, mà mình gục ngã thì mẹ không có điểm tựa. Thời gian đầu mình bị áp lực, lên đọc từng bình luận nhưng rồi cũng không quan tâm nữa, để tập trung nuôi con mình. Khi con mình thích cái đó, mình phải mua được mới là điều quan trọng, Thiên An nói thêm. Trước đó Thiên An cũng từng bức xúc lên tiếng trên trang cá nhân. Mỗi tháng mẹ của anh sẽ nhờ người gửi cho mình 5 triệu để lo cho con, nhưng mình buồn và cái mình cần không phải tiền mà là sự quan tâm. Dù mình có giận anh tới cỡ nào thì con mình cũng cần một người ba. Mình mong con sẽ đủ đầy ba mẹ với bạn bè mai sau dù cho chúng mình không còn bên nhau nữa. Những người phụ nữ nào đang làm mẹ chắc hẳn cũng biết một mình chăm con sẽ vất vả thế nào, trầm cảm sau sinh kinh khủng ra sao. Mình đã cố gắng giữ hình ảnh ba trong mắt son là một người đàn ông tốt, nhưng xin lỗi mình đã cố hết sức rồi. Những việc anh làm mình thật đau lòng và hụt hẫng. Qua câu chuyện này, mọi người hãy thức tỉnh, đừng để mình trở thành một nạn nhân tiếp theo trong một câu chuyện dài chẳng có hồi kết này. Dù có ra sao, việc sai cũng do người lớn mà ra, đứa bé vô tội.
Mình xin mọi người nếu không thích mình, có thể làm gì mình cũng được, nhưng son đối với mình là thứ duy nhất mình có được sau tất cả những tổn thương. Mình mong rằng mọi người sẽ chào đón son như bao đứa trẻ bình thường khác, vì son thiệt thòi nhiều rồi. Và mình mong mọi người hãy tôn trọng cái tên mình đặt cho son, Yên Đan, vì nó là một cái tên mình đã nâng niu và yêu thương biết bao. Mình hy vọng mọi việc sẽ nhanh kết thúc, trả lại cuộc sống yên bình vốn có cho hai mẹ con mình. Mình chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người. Thời điểm đó, khi chương trình Running Man Việt Nam đang lên sóng được 2 tập, thì thông tin Jack trích 30% tiền cát xê của mình để hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn đã bị cộng đồng mạng khơi lại. Nếu như bình thường, đây là hành động được khen ngợi. Tuy nhiên, sau vụ scandal bỏ rơi con gái, chỉ chu cấp 5 triệu đồng mỗi tháng, thì việc làm từ thiện của Jack lại khiến khán giả chỉ trích nam ca sĩ nhiều hơn. Nhiều người cho rằng Jack là ca sĩ trẻ đình đám bậc nhất vì biết hiện nay nên cát xê chắc sẽ là một con số không nhỏ. Tuy nhiên, nam ca sĩ sẵn sàng giúp đỡ các em nhỏ khác nhưng lại thờ ơ với chính con ruột của mình. Thậm chí, theo lời Thiên An chia sẻ, số tiền 5 triệu đồng chu cấp nuôi con gái cũng là do mẹ của Jack đưa, còn nam ca sĩ không hề đoái hoài. Sau khi thông tin này được chia sẻ, đã thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Trong đó, một số netizen còn gay gắt chỉ trích Jack trên nam ca sĩ đạo đức giả, làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi. Sau đó, Jack lên tiếng xác nhận thông tin có con với hot girl Thiên An trên trang cá nhân. Giọng ca sóng gió khẳng định anh và gia đình cũng cố gắng hỗ trợ Thiên An từ lúc cô mang thai cho đến hiện tại. Anh cho biết dù đã chia tay nhưng bản thân vẫn muốn được thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm làm cha một cách trọn vẹn cho đến khi con trưởng thành. Đồng thời, Jack gửi lời xin lỗi đến khán giả về những ồn ào những ngày qua, nam ca sĩ chia sẻ. Xin lỗi những ai liên quan đến câu chuyện đời tư của Jack, quý khách hàng, đối tác, công ty và fandom của mình đã bị ảnh hưởng liên đới trong vấn đề này. Đây là việc cá nhân của Jack nên rất mong cuộc sống, quyền riêng tư của những người không liên quan sẽ không bị ảnh hưởng. Dù vậy, nhiều ý kiến vẫn lên tiếng tẩy chay vì nam ca sĩ vướng ồn ào tình cảm.